Ngày hôm nay đã mời đến đây một đại sứ Đà Lạt. Mùi hoa tím Đà Lạt sương phú mờ. Chị có kỷ niệm gì mà ở Đà Lạt mà chị không có thể quên được? Một cái bài hát mà lúc đó không có nghĩ rằng, không nghĩ ở trong đầu là bài hát nó có hot hay không á. Tại vì lúc mà chị hát chị còn chưa thuộc lời mà. Nhưng mà tự nhiên lúc mà chị còn không tính đăng bài hát nó lên nữa, mà rốt cuộc lúc mà đăng bài hát nó lên xong tự nhiên hơn 100 triệu view luôn. Khi quen anh em đã biết bối rối, vì những lúc thoáng nghe anh cười. Em đã biết con tim yêu anh mất rồi. Người yêu ơi, xin anh chớ quên, anh không quên đâu, không bé ơi, không bé ơi. Ủa, trên Đà Lạt là chị hát vậy luôn hả? Ngày hôm nay đã mời đến đây một đại sứ Đà Lạt. Wow. Đại sứ Đà Lạt luôn. Chờ đợi đây. Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ. Mùi hoa tím Đà Lạt sương phú mờ. Nhiêu đó thôi. Hai câu thôi. Không khuyến mãi thêm hả chị? Không thêm nữa. Được không? Bây giờ lát nữa được ăn ngon thì hát thêm. Mời chị ngồi nè. Ok rồi, em, cảm ơn em. Ngày hôm nay thì lần đầu tiên là chị Trương Thảo Nhi đến với chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc. Thì bình thường em thấy chị hay đi diễn ở Đà Lạt nhiều nha. Ừ, chị hay đi diễn ở Đà Lạt. Chị có kỷ niệm gì mà ở Đà Lạt mà chị không có thể quên được? Có nha. Đó là lúc đó chị với Phúc hát một cái bài hát mà lúc đó không có nghĩ rằng, không nghĩ ở trong đầu là bài hát nó có hot hay không á. Tại vì lúc mà chị hát chị còn chưa thuộc lời mà. Nhưng mà tự nhiên lúc mà chị còn không tính đăng bài hát nó lên nữa, mà rốt cuộc lúc mà đăng bài hát nó lên xong tự nhiên hơn 100 triệu view luôn á. Hot luôn. Đó là một kỷ niệm không bao giờ quên ở Đà Lạt. Từng yêu nhau từng là của nhau thật lâu, đúng không? Đúng, bài đó đúng không? Rồi. Từng yêu nhau từng là của nhau thật lâu, đến dòng cũng chẳng thể có nhau bắt đầu. Chẳng cần tương lai, chẳng cần biết thương đau ngày mai, chỉ cần nhau. Bình thường em cũng rất là hay nghe nhạc của chị Nhi. Hôm nay em gặp chị Nhi thì em vui lắm. Nhưng mà sẵn ở đây tôi bạch mặt Phát La, nó không kể tôi sẽ kể. Hồi xưa đó lúc mà Phát La nó chưa có vô nghề đó em, đây là một trong những người đã đi coi chị hát từ... Ủa sao chị biết? Sao chị biết vậy? Ủa trời ơi. Ủa sao chị biết? Hôm nay em đâu có... Không có bớt được tôi đâu, không có bớt được tôi đâu. Ủa sao chị biết hay vậy? Trời mà lúc đó là chị hát cái bà uống trà của anh Phạm Toàn Thăng. Trời ơi sao chị biết hay vậy? Mà hồi xưa còn trong cái phòng trà rất nhỏ luôn. Đúng rồi. Lại Phát La biết chị tôi lúc đó luôn rồi đó. Đúng rồi. Cái món này là một cái món rất là đặc biệt, cho nên là để mà ăn được cái món này thì cần phải vượt qua thử thách của chương trình. Phải có thử thách mới được. Ngày hôm nay ăn vàng. Đúng vậy. Thử thách đó chính là mình sẽ hỏi đáp với nhau những cái câu hỏi, nhưng mà cái câu trả lời không được có nghĩa hợp lý với lại ví câu hỏi. Sẵn sàng chưa? Ok luôn. Thường đi Đà Lạt chứ chị đem gì? Trời ơi trời nóng quá. Liên quan không? Liên quan không? Không liên quan. Không liên quan rồi. Mà ủa Lưu em nhuộm tóc lâu chưa? Trời dâu béo quá. Trà dâu béo quá. Nó không những vô nghĩa với lại cái câu trả lời mà nó vô nghĩa với cuộc đời luôn. Trà dâu mà nó béo. Xứng đáng bị phạt không? Xứng đáng bị phạt không? Đúng rồi. Hình phạt là gì ạ? Hình phạt đó chính là chị hát một câu. Không thể mua cái điều của nó hả? Một câu thôi. Giờ em hát chị đừng giận em nha, chứ em hát dở lắm. Không giận em. Yêu lắm, thương lắm, xa lắm, chứ đau lắm. Ai buồn, em buồn vì ai. Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm. Thôi đừng hát rồi em hát lạc lạc sao á. Chán quá. Thôi đừng hát rồi em hát lạc lạc sao á. Thôi mình ăn đi. Ta sẽ chơi một trò chơi nữa. Chơi nữa hả? Chơi nữa mới được ăn. Và trò chơi này của chúng ta được mang tên là trò chơi nói từ. Nói từ. Đúng vậy. Chị biết chơi đúng không? Biết chơi. Thì cái từ đằng sau của mình là từ đằng trước của người ta. Đúng rồi. Bây giờ bắt đầu nha. Ok. Lẩu bò. Bò đỏ. Đỏ rực. Rực lửa. Lửa cháy. Cháy khét. Khét lẹt. Thua rồi. Vậy thì bây giờ chị thua rồi. Chị phải... Thế chơi lần nữa đi, chơi gắt. Nhanh quá. Nhanh quá đúng không? Nhanh quá, mình lâu một xí thì trời. Vậy chị bị trừ nửa điểm. Trừ nửa điểm, ok. Ok, tiếp tục. Chị nói trước cho. Rồi, chị nói trước. Cái cây. Cây xanh. Xanh lá. Không có, tự nhiên hiểu lắm. Tự nhiên nó lá vậy mất cười hiểu không? Lá gì? Lá vàng. Vàng hoe. Hay quá. Hay quá. He. Hoe hoét. Hoe hoét là màu sắc. Hoe hoét lè loẹt rồi đó. Hoét gì? Tôi không chấp nhận chương trình này. Chị phải chấp nhận chương trình này. Tôi không chấp nhận cuộc thi này. Không, tại vì chương trình thích chị quá. Thua thôi chứ có gì đâu. Rồi bây giờ chị phải trình bày của chương trình đó chính là hát một bài hát. Từ khi quen anh em đã biết bối rối, vì anh mất rồi. Người yêu ơi, xin anh chớ quên, anh không quên đâu, không bé ơi, không bé ơi. Ủa, trên Đà Lạt là chị hát vậy luôn hả? Chị hay diễn tả đó cho khán giả hiểu hơn về lời bài hát. Tôi nói là em sai, ăn đi chị, ăn đi, món ăn ngon lắm. Mây ấm gia đình Việt, đón xem chương trình vào lúc 20h30 thứ Tư hàng tuần trên kênh HTV7 và 21h trên kênh YouTube Golden Moon Network.